Đây là Henrio. Quá hay. Bóng vẫn còn. Đây là Henrio. Quá hay. Bóng vẫn còn. Ngay sau khi vào sân thì Henrio đã tạo ra được sự khác biệt. Bàn thắng dành cho TC Nam Định. Cầu trường bùng nổ, nhưng nó đến từ khu vực dành cho các cổ động viên của đội khách. Trong thế thiếu người, TC Nam Định bất ngờ vượt lên. Bàn thắng của Henrio da Silva. Và đó sẽ là một sự thách thức lớn dành cho tham vọng của đội chủ nhà Công an Hà Nội.